quá, đau quá, lạnh quá. Chết tiệt, mình không thể chết cống ở đây được. Chào các bạn, tôi là Titan Cameraman đây. Thời giới của tôi không may bị lũ sắt thép kỳ quái từ trên trời rơi xuống tấn công. Bọn chúng chiếm đoạt rất nhiều nguồn tài nguyên, đẩy bọn tôi tới bờ vực tuyệt chủng. Tôi cùng với thuộc hạ của mình tấn công bọn chúng, nhưng bọn chúng rất mạnh. Bọn chúng đã đánh tôi bị thương, gãy hết một tay một chân. Nhưng tôi không thể chờ chết dưới đồng bằng tuyết này được. Tôi phải bảo vệ thế giới của mình. Chết đi lũ khô. Chúng mày tưởng những thứ vũ khí cùi bắp của chúng mày có thể bắn được cơ thể của tao à? Chúng mày sẽ bị tiêu diệt sạch. Thế giới này và tất cả nguyên liệu sẽ thuộc về người máy bọn tao. Chết tiệt, dừng lại. Ngươi không được làm hại loại Cameraman bọn ta. Gì thế này? Tình chúa tể tại thành Cameraman, ngươi chưa chết ở cái vùng băng tuyết đó hay sao? Bọn ta đánh ngươi nhiều tử như vậy mà ngươi vẫn đứng dậy đi được. Không sai, ta đã rất đau đớn. Một tay và một chân của ta đã bị gãy hoàn toàn rồi. Nhưng ta vẫn cố bảo vệ thế giới của mình khỏi lũ khốn các ngươi. Ngươi đúng là một tên chúa tể tốt bụng đó. Nhưng thật đáng tiếc, loài của ngươi sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Chúa ta, tay còn sống hay sao? Là Cameraman cận vệ. Ngươi có làm sao không? Chúa ta, hãy nghe kỹ nè. Chúng tôi dùng súng bắn vào người của hắn. Hắn bất khả xâm phạm. Nhưng chúng tôi tìm ra được một điểm yếu của hắn, chính là cái lỗ rúng. Cái gì? Ngươi phát hiện ra rồi à? Vậy thì các ngươi có thể làm được gì ta? Lũ vô dụng này, chuẩn bị chịu chết hết đi. Ta còn một hơi thở cuối cùng, ta cũng phải bảo vệ nơi này. Chúa ta, hắn chỉ là một cơ thể máy móc tự động mà thôi. Tấn công vào điểm yếu của hắn rồi tháo lắp cơ thể của hắn gắn lên người của ngươi. Cái gì? Chúng mày dám làm vậy với tao à? Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một thuộc hạ của tôi đã khám phá được bí mật cơ thể của thứ khốn kiếp đó và cấp báo cho tôi biết cách để xử lý hắn. Kết quả, hắn đã bị tôi phân rã hoàn toàn rồi gắn lên người của tôi, biến tôi thành một bích tai tành Cameraman tàn tật. Chúa ta, bọn chúng đã lấy hết nguyên liệu của chúng ta và bọn chúng đang chế tạo một vũ khí bí mật để hủy diệt hành tinh này. Hèn gì, ở đây chỉ còn lại một tên. Được rồi, bây giờ bọn chúng đang ở đâu? Ở khu đất trống phía nam. Nhanh tay nhanh chân lên đi, chúng ta sắp nâng cấp được sản phẩm hủy diệt hành tinh này rồi. Cuối cùng cũng đã thành công. Cấp báo, không hay rồi. Bên phía lũ Cameraman, bọn chúng đã bắt đầu nổi dậy. Một thành viên của chúng ta đã bị hủy diệt, bị phân rã ra, trở thành công cụ để cho bọn chúng chống lại chúng ta. Hả? Ngươi nói cái gì? Lũ Cameraman đó bị chúng ta san bằng hết rồi mà. Kẻ nào có thể giúp bọn chúng khôi phục lại vậy? Là tình chúa tể tại tình Cameraman bị chúng ta đánh cho tả tơi ở vùng băng tuyết. Hắn tự nhiên bật dậy rồi giết chết một thành viên của chúng ta, dùng cơ thể của cậu ấy lắp ghép vào người của hắn. Ngươi nói gì chứ? Mẹ kiếp, vậy được rồi, mau tập trung lực lượng quay trở lại thế giới Cameraman, diệt sạch bọn chúng. Thế là lũ người máy sắt thép đến xâm chiếm thế giới của tôi cũng nhanh chóng chạy về hướng của loại Cameraman của tôi, còn tôi thì chạy về hướng của bọn chúng. Kết quả, tôi và bọn chúng gặp nhau ở một cánh đồng trống. Chính là hắn, là tên chúa tể tại thành Cameraman. Hắn đã giết chết một đồng đội của chúng ta. Đúng lúc lắm, ta muốn tìm các ngươi để báo thù đây. Trời tiệt, sao hắn mạnh dữ vậy? Mau kết hợp vũ khí bí mật của chúng ta. Khoan, vũ khí bí mật của bọn chúng, không lẽ bọn chúng đã hoàn thành xong? Chết tiệt, phải đi ngăn cản thứ đó lại mới được. Cuối cùng ta cũng được thức giờ.
sẽ hủy diệt tất cả. Gì thế này? Dừng lại, dừng lại! Kẻ nào dám ngăn cản ta? Chết tiệt, thứ máy móc gì đây? Lũ khốn đó, đã tạo ra con ác quỷ gì thế này? Khốn kiếp, ngươi dừng lại! Đây là hành tinh của lời cameraman bọn ta, ngươi không được phá hủy nó. Ngươi dám ra lệnh cho ta, ta sẽ nhai đầu ngươi. Thứ đó hung tợn và to lớn quá. Nếu mình đối đầu trực tiếp với nó, chắc chắn mình sẽ bị nó giết chết mất. Đúng rồi, lũ khốn đó có nhược điểm, chắc chắn tạo ra thứ này cũng sẽ có điểm yếu. Vậy thì mình phải nhanh chóng tìm điểm yếu của nó mà thôi. Giết, ta phải phát ra sẽ thành của mày. Mày làm tao khó chịu rồi đó, tao ráng rưỡi kìa. Trước mắt tôi là sản phẩm máy móc chết chóc mà binh đoàn robot đã tạo ra. Nó trông hung tợn, to lớn và đầy mạnh mẽ. Nó nhìn thấy tôi là muốn lao về tôi để ăn tươi nuốt sống. Lúc này tôi không còn cách nào khác, nhanh chóng bắn hàng ngàn viên đạn để dò tìm điểm yếu của nó. Nhưng mà tôi chẳng thấy đâu. Không lẽ tôi sẽ bị kết thúc tại đây hay sao? Thấy được điểm yếu của nó rồi. Tao sắp tóm được mày rồi, chịu chết đi. Chết đi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tôi dùng toàn lực tấn công vào điểm yếu của nó. Cuối cùng làm cho cơ thể của nó cũng bị phân rã ra. Sau đó tôi hút tất cả sắt thép của nó vào trong người của tôi, khiến tôi trở thành một thực thể cameraman mới. Thứ gì thế kia? Là vật thể bay của lũ khốn đó. Bọn chúng dám tới hành tinh của tôi một lần nữa. Tôi phải tiêu diệt sạch sẽ bọn chúng. Cuối cùng cũng tới được cái hành tinh chết tiệt nhỏ bé này. Còn lũ vô dụng đó dám làm chết một thuộc hạ của ta. Vậy thì ta sẽ nghiền mát cái hành tinh này thành tro bụi, để muôn loài ở đây phải trả giá đắt cho chuyện này. Dừng lại, mẹ kiếp ngươi, lũ xấu xa, các ngươi vừa ăn cướp vừa lái lan. Đây là quê hương hành tinh của ta, không có kẻ nào có quyền tới đây làm loạn. Vậy mà các ngươi dám tới đây xâm chiếm giết hại loài cameraman bọn ta. Cái gì? Kẻ nào to gan dám đối đầu trực tiếp lớn giọng với ta thế này? Ngươi nói cái gì? Ngươi là kẻ đã tiêu diệt cái đám vô dụng đó cùng với thuộc hạ Godzilla mê cha của ta. Chết tiệt, vậy thì ta phải nghiền nát ngươi để tế vong linh cho nó. Đúng vậy, chính là ta. Thứ xấu xa đó cùng với lũ khốn máy móc chẳng tốt lành gì, bọn chúng chết trăm ngàn lần cũng không đền hết tội. Hôm nay có lẽ ngươi là thủ lĩnh của bọn chúng, ngươi vác mặt tới đây, vậy thì để ta diệt trừ ngươi luôn một thể. Cái gì? Mày to gan thật. Đâu, tao không chịu nổi nữa rồi. Tao sẽ nghiền nát mày thành trăm mảnh. Tao sẽ lấy thủ cấp của mày đem về hành tinh của tao để tế lên cho đức vua của bọn tao, để ngày ấy phán tội mày. Cái gì? Thì ra chúng mày cũng có đức vua, và chắc có lẽ chính là hắn đã sai lũ khốn kiếp chúng mày tới xâm lăng hành tinh của bọn tao. Đúng vậy, không những hành tinh nhỏ bé của chúng mày, mà bọn tao chuyên xâm lăng tất cả những hành tinh trong đa vũ trụ, đem tất cả tài nguyên quay về để phục vụ cho hành tinh chủ bọn tao. Cái gì? Thật đáng ghét. Vậy thì hôm nay ngươi đừng hòng quay trở về nhà nữa. Ta sẽ kết thúc ngươi, rồi sau đó ta sẽ xây dựng lực lượng tới tiêu diệt lại hành tinh chủ của các ngươi. Cuối cùng mình cũng làm được, nhờ cái cơ thể Mecha Godzilla Titan Cameraman này. Nhưng liệu bọn chúng còn có kéo quân tới đây nữa hay không?